Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đến với kênh Nhỏ To Tâm Sự. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để theo dõi video nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay xin mời tất cả quý vị khán giả chia sẻ câu chuyện của một người đàn ông muốn ly hôn trong đêm tân hôn. Ngẫm nghĩ nhiều phụ nữ 40 tuổi vẫn sinh con bình thường đấy thôi. Tôi nói với mẹ như vậy, thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Năm nay tôi 36 tuổi, được mai mối cho vợ cũng bằng tuổi ấy. Mẹ tôi cứ lo không biết cô ấy có đẻ thế nào khi mà tuổi đã từng ấy. Nhưng ngoài chuyện tuổi tác thì vợ chồng tôi cũng có khá nhiều ưu điểm. Cô ấy có công ăn việc làm ổn định, tính tình hòa đồng, thân thiện, ngoại hình cũng xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thật sự tôi không tìm được đối tượng tốt hơn. Tôi nghĩ nhiều người phụ nữ 40 tuổi vẫn sinh con bình thường đấy thôi. Tôi nói với mẹ như vậy, thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Thời gian quen nhau rất ngắn, đêm tân hôn là đêm đầu tiên giữa vợ và tôi. Tôi thì vẫn nghĩ vợ chồng sẽ sinh con ngay. Tôi nghĩ cả hai đều từng này tuổi rồi, ai còn kế hoạch nữa. Nhưng vợ tôi không nghe, một mực bắt tôi phải dùng biện pháp bảo vệ. Không tiện tranh luận trong lúc đó nên tôi đành phải nghe theo. Sau khi quan hệ xong, tôi mới hỏi vợ tôi tại sao làm vậy. Lẽ nào cô ấy chưa muốn sinh con luôn? Để rồi câu trả lời của vợ khiến tôi say sẩm mặt mày. Cô ấy bảo cô ấy không sinh con, vợ tôi không thích trẻ con và chưa bao giờ có ý định sinh con. Bởi mỗi lần thẳng thắn đưa ra quan niệm không muốn sinh con thì các đối tượng kết hôn của cô ấy đều lập tức từ bỏ. Thấy bố mẹ sốt ruột nên cô ấy đành gật đầu lấy tôi, giấu giếm suy nghĩ thật trong lòng mình. Giờ chúng tôi đã trở thành vợ chồng, có quan hệ tình dục với nhau. Cô ấy không còn cách nào khác là phải nói thật. Đêm tân hôn, tôi tức bỏ sang phòng khác ngủ. Chuyện quan điểm cá nhân của cô ấy, tôi không bàn luận đúng hay sai. Nhưng vợ tôi làm vậy có phải là lừa đảo không? Biết tôi và gia đình rất mong ngóng có con, nhưng vẫn im ỉm làm đám cưới. Đã không muốn sinh con thì một là ở vậy, hai là tìm người đàn ông có chung chí hướng mà lấy chứ. Hôm sau tôi tức quá kể lại cho mẹ nghe. Tôi bảo tôi sẽ ly hôn ngay lập tức, nhưng mẹ tôi khuyên can. Bà nói vừa cưới đã ly hôn, thì ai nhìn được, cứ từ từ, khuyên bảo vợ rồi cô ấy sẽ đồng ý thôi. Theo mọi người, tôi phải khuyên bảo vợ tôi thế nào? Đây là một người đàn ông mà đã trạc tuổi 40 hả các bạn. Khi họ lập gia đình thì họ cũng mong muốn là có một đứa con để có tiếng cười của trẻ con trong gia đình. Đó là niềm mơ ước, là niềm hạnh phúc của tất cả những cặp vợ chồng ha các bạn. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, họ không muốn sinh con vì họ không muốn vướng bận gia đình con cái ha các bạn. Mỗi khi mà họ đi làm về, khi có con cái thì họ rất là bận rộn gia đình, nhà cửa, cơm nước, con cái. Tuy nhiên một số người thì họ rất là yêu gia đình, rất là yêu chở con, nên cái điều mà sinh con là cái điều thiết thực của bên nhà chồng. Và đối với người chồng chừng chạc tuổi ấy ha các bạn, còn đối với người phụ nữ thì chắc có lẽ là hiếm ai giống như cô này. Tại vì người phụ nữ muốn lập gia đình và sinh con để có tiếng cười trẻ con trong gia đình, đó là tạo niềm gắn kết giữa hai người, đấy mới là một gia đình hạnh phúc ha các bạn. Còn nếu như một người phụ nữ mà có quan niệm là không sinh con thì chắc có lẽ là giống như cô này, trước khi mà kết hôn, cô ấy bày tỏ những cái quan điểm của mình là không muốn sinh con. Thì những người bạn hoặc là những người bạn trai mà chuẩn bị cưới cô đó, họ đều ngay lập tức, họ bỏ ý định đó và họ không muốn tiến tới xa hơn nữa với cô ấy. Tại vì các bạn biết là giữa hai quan điểm nó có cái bất đồng nhau. Như cái điều mà anh này cũng chia sẻ là anh ta rất là buồn vì bên gia đình cũng là mong ngóng có trẻ con và chính bản thân anh ta cũng vậy. Tại vì cái tuổi là trạc 40, đối với những người khác, những người ở nông thôn thì các bạn biết rồi, chừng tuổi ấy là người ta đã có con lớn và hầu như là người ta đã có xuôi gia. Tuy nhiên một số người thì lấy vợ, lấy chồng muộn, cho nên cái tuổi trạc 40 thì người ta cần là có trẻ con trong gia đình. Đó là niềm hạnh phúc, niềm vui của tất cả gia đình của họ ha các bạn.
Bạn thân mến, chắc có lẽ là câu chuyện này thì bạn đã kể lại cho mẹ nghe. Đây là một cái câu chuyện của gia đình, thực sự ra là khó tâm sự chia sẻ cùng với bạn bè. Thì bạn viết lên đây để bạn mong tất cả quý vị khán giả cùng nhau chia sẻ để góp ý cho anh nên làm gì trong lúc này, ly hôn hay là giữ cô vợ ở lại. Bạn thân mến, đây là một cái lời khuyên của người mẹ dành cho bạn, là khuyên con nên từ từ vì mới cưới đã ly hôn thì ai nhìn cho được. Thì tất cả những người bạn bè, hàng xóm, những người thân thuộc trong gia đình đó các bạn thì không có đồng tình khi mà mới cưới ngay lập tức ly hôn, thì cái điều đó là bất bình thường trong quan hệ vợ chồng và gia đình. Tuy nhiên ở đây các bạn cũng có thể thấy là người mẹ rất là bình tĩnh khuyên con như vậy, và anh cũng nên nghe lời khuyên của mẹ mình, chúng ta hãy từ từ, và sau đó là khuyên nhủ để giải thích cho vợ nghe. Chắc có lẽ là người phụ nữ ai cũng mong muốn làm mẹ, tuy nhiên cô này thì có cái quan điểm ngược lại. Nhưng có lẽ là anh nói và anh chia sẻ những cái quan điểm của anh và đồng thời nói ra những cái mong muốn của mình để mong là vợ nghe theo anh, để sau đó là có cái kết quả tốt hơn, là hy vọng là hai bạn sẽ có em bé trong ngày mai để có tiếng cười trẻ thơ trong gia đình, để gắn kết giữa niềm vui giữa gia đình bên nội bên ngoại, và chính trong gia đình của anh được niềm vui hạnh phúc nhân đôi ha các bạn. Thôi thì anh hãy bình tĩnh, nếu như quan điểm của mình thì mình cũng đồng ý như là người mẹ của bạn chia sẻ với bạn. Anh hãy bình tĩnh và chờ đợi thêm thời gian nữa, và đôi khi vợ chồng tâm sự chia sẻ với nhau thì chắc có lẽ là cô ấy cũng sẽ đồng tình và vợ chồng cùng nhau hòa hợp để là đi tìm con ha các bạn. Nếu như vợ bạn có nghe được trong cái câu chuyện này thì mình cũng có một cái lời khuyên nho nhỏ dành cho vợ của bạn. Chúng ta là người phụ nữ, chúng ta là người vợ thì ai cũng mong muốn là làm mẹ. Và khi có trẻ con trong gia đình, đó là một sợi dây gắn kết tình thương giữa người chồng, người cha và người mẹ trong gia đình ha các bạn. Đấy là một cái niềm vui hạnh phúc nhất của một người đàn ông khi họ lập gia đình, nhất là tuổi của chồng bạn cũng đã trạc 40. Ở cái tuổi ấy thì người ta đã ao ước có trẻ con trong gia đình, cho nên bạn là một người phụ nữ, là một người vợ, bạn hãy suy nghĩ lại và bạn hãy tìm một cái biện pháp khác để cho vợ chồng bạn nhanh chóng là có một đứa con, để cho gia đình bên nội và chồng của bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn trong cuộc sống gia đình này. Đối với riêng bản thân bạn thì bạn hãy suy nghĩ lại và bạn hãy bác bỏ những cái quan điểm trước đây là không muốn làm mẹ. Tuy nhiên bây giờ bạn đã lập gia đình rồi, bạn là vợ, thì cái điều mà làm mẹ rất là thiêng liêng trong cuộc sống này ha bạn. Nếu như một ngày nào đó bạn có tiếng cười trẻ con trong gia đình thì chắc có lẽ lúc đó là cái niềm vui và hạnh phúc của bạn rất là nhiều. Mong vợ chồng bạn sớm có tiếng cười trẻ thơ trong gia đình. Qua câu chuyện này các bạn thấy là chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái điều mà thầm kín của những người đấng mày râu và chị em phụ nữ của chúng ta. Thì mong tất cả quý vị khán giả khi xem qua từng câu chuyện, các bạn có thể là góp ý, chia sẻ và nhận xét bình luận, để cho người trong cuộc có những niềm vui và hy vọng điều đó họ sẽ có một cái lối đi riêng cho bản thân mình, và trong lòng họ cũng phơi đi nỗi buồn phiền ha các bạn. Đây là một cái câu chuyện của gia đình thực tế trong cái cuộc sống này các bạn ạ. Xin tạm dừng video ở đây, mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để cập nhật được những video mới tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.